vâng. Hai nhân vật. Dạ. Số 1 là Roberto Zerbi, hàng bây giờ đang huấn luyện viên của Brighton. Brighton. Và thứ hai là Xabi Alonso. Vâng. Xabi Alonso thì thực ra là bởi vì cậu là thực ra nhá, ngày xưa là chú chỉ mê đến khi nào lấy Steven Gerrard quay trở lại. Thế nhưng mà vào cái thời điểm này Steven Gerrard có lẽ chưa đủ để sức để cầm đội bóng này. Mà bây giờ cái thằng số 1 mà chú muốn lại là ông Zerbi. Vâng. Zerbi của Brighton. Cái lối đá của Brighton từ lúc ông về nó gần giống như Liverpool. Gần giống như thế. Và Xabi Alonso thì thực ra là ông là được cái hơn khi ở chỗ là ông chính là người đã là người của Liverpool rồi. Trên cái chất Liverpool của trong con người ông ấy, nó sẽ giúp ông có thể làm nhiều thứ và cổ động viên các thứ sẽ yêu ông, sẽ tất ủng hộ ông hết mình. Thế nhưng mà về kinh nghiệm, về cái mà gọi là tài thao lược ấy, của một huấn luyện viên không thích thì Zerbi thôi. Zerbi hay, Zerbi quái lắm, trông mãi quá. Mà nó chỉ hơn với lại một cái nữa cháu biết không? Zerbi ông chú là sinh ngày 10 tháng 6 năm 1957. Ông Klopp là sinh ngày 16 tháng 6 năm 1967. Ông kém chú đúng 10 tuổi. Còn ông Zerbi ấy lại sinh ngày 6 tháng 6. Ui mà cứ lấy ông tháng 6 mà ngon luôn. Ông Zerbi là 6 tháng 6 năm 1979. Tức là ông Zerbi này hơn ông Alonso cái 2 tuổi. Alonso thì sinh năm 81, trẻ hơn 2 tuổi. Nhưng mà Zerbi quái, trông cho người ý quái, thích cho ông đấy.